Vì sao mà chị có cái mô hình bán lẩu cá này vậy chị? Tại vì gia đình nhà chị có truyền thống là gà ăn uống. Dạ. Nhưng với lại mở ở trong siêu thị cũng được 10 năm nay rồi. Siêu thị. Như các hệ thống của Vincom, Batson, Lotte. Wow. Và cả nhà chị cũng mở trong đó được khoảng 10 năm nay rồi. Là ở trong đó cũng bán lẩu. Đúng rồi, cũng bán lẩu với lại cơm đủ thứ. Nhưng mà chị muốn đưa cái mô hình này ra ngoài để cho khách đường phố thưởng thức cái vị nước lẩu này. Quá dữ, mua mâm, mua bếp gà. Hai, xin chào cả nhà. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VinFood Travel. Thì như cả nhà thấy thì đường đang xe đông và trời mưa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn một món ăn rất là hợp ngày mưa này, đó chính là đi ăn lẩu cá. Theo Gia Phú thấy thì ở đây lẩu cá là 69.000. Đây là một địa điểm mới vừa xuất hiện, như là mới vừa mình cũng mới phát hiện luôn, và mình lập tức là qua đây để quay cho cả nhà. Thì cái địa chỉ ở đây nó hơi lạ một tí xíu, là nó ghi là nhà công vụ số 2, phường 3, Phạm Ngũ Lão. Mình sẽ lấy cái địa chỉ đối diện bên đường, đó là 188 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp, để cả nhà dễ hình dung nha. Mình đi Nguyễn Thái Sơn, mình quẹo lên là tới thôi, chưa tới Bixi. Quán có tên là lẩu cá Ba Hiền. Thì ở đây có lẩu cá hú nè, cá hồi nè và cá điêu hồng. Thôi thì bây giờ chúng ta vào trong tìm hiểu rõ hơn. Cả nhà đừng quên like, share cũng như nút subscribe nha. Cảm ơn rất là nhiều, cả nhà rất là nhiều. Đây là Gò Vấp, hôm nay chúng ta ăn ở Gò Vấp tiếp. Menu của quán. Thì đây cả nhà có thể thấy là có lẩu cá mang về là 69, lẩu cá tại chỗ là 75.000, lẩu xiên que là 85, 10.000, cá thêm là 50, topping thêm. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu kỹ hơn về thành phần nguyên liệu và cái giá như thế nào nha. Hiện tại Hú đang đứng ngay cái quầy bếp luôn. Thì ở đây hãy chào chị chủ trước đi. Em chào chị. Chào mọi người. Dạ, chị tên gì ạ? Chị tên Dung à. Chị Dung. Quán mình mở được bao lâu rồi chị Dung? Mở được tầm gần hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi. Thì bây giờ chị có thể cho em biết là cái giờ bán của mình là như thế nào không? Mình mở cửa từ 3 giờ đến 11 giờ tối. 3 giờ đến 11 giờ tối. Hiện nay là có ngày nghỉ không chị? Không có ngày nghỉ. Không có ngày nghỉ. Rồi, bây giờ tới vấn đề thứ hai là menu. Thì em thấy là mang về là 69.000, còn tại chỗ là 75.000.
Sao nó khác nhau về cái 6 ngày? Khác nhau là giống như mình mang về thì mình không có chi phí cồn hay là ăn uống tại chỗ. 6 ngàn thêm tiền cồn. Một phần như vậy thì sẽ bao gồm là rau, bún, cá. Em thấy là có 3 loại cá là cá hú, cá riêu hồng và cá hồi. Cũng đều bằng giá nhau hết. Đúng là bằng giá nhau hết. Rồi thì đây là cả nhà, đây là rau để ăn lẩu đúng không chị? Đúng có rồi, tất cả luôn. Tất cả các loại rau à. Rau muống. Rau muống, cải thảo, bạc hà, rau chuối. Đó. Có kèm theo nồi lẩu hết, ăn tại chỗ là 75 ngàn. Dạ. Đây cả nhà nhìn kỹ rau thì được chuẩn bị rất là sạch sẽ. Để lộ thiên luôn. Rồi, chúng ta qua xem nồi lẩu đi. Rồi, nồi lẩu siêu to khổng lồ. Chị Dung ơi, cái nồi lẩu này là ăn chung hết 3 loại cá luôn. Đúng rồi, cái này là mình dùng cho tất cả 3 loại cá luôn và topping luôn ha. Dạ. Thì cái này là mình có chị nấu rau củ không hay là chị là có dùng gà hay là gì để làm cho ngọt nước không? Ngọt nước thì mình có xương heo, xương ống. Nên bây giờ là trong nồi có không chị? Không, mình vớt, mình hầm xong rồi mình phải vớt ra chứ để không nó đục nước. Trong đó là có cái gì chị vớt em có được không? Trong đây thì mình hiện tại đang có sả, lá chanh và ớt. Em thấy như là có củ riềng. Rồi, có me nữa kìa. Có me. Cái nồi này bao nhiêu lít vậy chị? Nồi này 20 lít. 20 lít, thấy 2 nồi là 40 lít. Rồi thì ở đây sẽ có một cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy nè cả nhà. Thì hồi nãy là em thấy là đa phần bán là nguyên liệu là được bỏ trong cái nồi lẩu luôn, chứ chị không có bày ở đây đúng không chị? Đó, hồi nãy là Phương tới đây là coi như những nguyên liệu này không có được bày sẵn đâu cả nhà. Cá là sẽ được để trong thùng mà chị nó để tránh bị gió với lại lùi bu. Thì Phương có nhờ chị là để ra để cho quay cho cả nhà rõ hết từng phần. Thì đây là cái này là bán thêm nó cũng như vậy luôn hay sao chị? Đúng rồi, đây là một phần thêm là 60 ngàn. 60 ngàn là cá hú. 60 phải không nhỉ? Hay 50 à? 50. 50. Cái topping thêm này mới 60. Còn cá thêm là 50 ngàn cả nhà. Cá hồi nè. Cá điều hồng. Cái hồi nãy em thấy chị rưới này lên là tỏi. Sa tế tỏi. Cái này là cá hú. Rau. Đó. Ở đây có lẩu xiên que nè cả nhà là 85 ngàn. Có đầy đủ rau và bún luôn. Có đầy đủ rau và bún. Mì ăn thêm là nó có nằm trong cái phần mà không chị hay là mì là kia đi. Nó kèm bún mà mì ăn đến là mình đổi bún thành mì thì mình vẫn trong cái combo đó là 85 ngàn. Còn mình ăn mì thêm thì mình gọi thêm. Dạ là bao nhiêu? 10 ngàn một phần mì. Rồi. Order thôi cả nhà ơi. Bây giờ em nhờ chị Dung làm giùm em một cái lẩu điêu hồng và một cái phần là cá hú thêm. Đây. Đây là một phần rau ăn với một nồi đúng không chị? Rau muống. Rau muống. Cắt ở bên đây. Em thấy có cái ngò với cái rau đắng là bỏ trong trong cái lát hồi nước lẩu không chị? Đúng rồi, bỏ trong nước lẩu. Rồi, một dĩa rau. Đây là phần cá riêu hồng cho ăn ở căn tại chỗ là 75 ngàn. Dạ. Thì bán nói chung là phần nào ra chị cũng bỏ sẵn cá ở trong này luôn, chứ không có để dĩa ra để khỏi mất công chúng ta bỏ. Và ơi chị cho em, chị Dung cho em hỏi là cái nước lẩu này là hết thì xin thêm hay là như bán gì? Chúng ta mình khách ăn tiếp thì cho thêm chứ không lên tính tiền. Dạ rồi. Đây là phần cá hồi thêm 50 ngàn. 50 ngàn luôn, nói chung là cá thêm là 50 ngàn, topping xiên que mới là 60. Ok. Ôi nồi lẩu thơm quá cả nhà ơi, mùi sả, mùi ớt cây cây nè. Ôi rồi chị đỡ vô nha. Ê, em thấy nó có cái màu trong trong ha. Này nó chắc nó giống dạng tôm dùm không chị? Nước lẩu Thái tôm dùm, cay nhẹ, nếu mà khách thích ăn cay nhiều thì lấy thêm sa tế. Dạ. Rồi. Bây giờ là bỏ rau. Bỏ cái những cái rau ấy vô. Dạ, bỏ rau. Đó. Sa tế ha.
ớt, à, ớt tỏi sa tế. Rau. Thì cả nhà thông cảm nha, tại vì chị không có quen, chứ ông kính hơi khớp. Ở chị ơi, cho em hỏi một câu nha. Vì sao mà chị có cái mô hình bán lẩu cá này vậy chị? Tại vì gia đình nhà chị có truyền thống là nghề ăn uống. Dạ. Nhưng với lại mở ở trong siêu thị cũng được 10 năm nay rồi. Siêu thị hả chị? Siêu thị. Như các hệ thống của Vincom, Batson, Lotte. Wow. Và cả nhà chị cũng mở trong đó được khoảng 10 năm nay rồi. Lẩu chứ không bán lẩu. Đúng rồi, cũng bán lẩu với lại cơm đủ thứ. Nhưng mà chị muốn đưa cái mô hình này ra ngoài để cho khách đường phố thưởng thức cái vị nước lẩu này. Ở trong đó cũng tên là Ba Hiền luôn. Đúng rồi, cơm Ba Hiền. Wow. Cơm niêu Ba Hiền. À dạ dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Tới giờ ăn rồi cả nhà ơi, thì bây giờ Phước Kinh chia sẻ lại ha, lẩu cá Ba Hiền bán từ 3 giờ cho tới 11 giờ khuya, cho nên nếu vào khoảng buổi trưa mà lỡ có mưa mà cả nhà có đi ngang qua đây cần gì đó mắm ghé vô đây ăn thử lẩu cũng được. Lẩu thì sẽ có, nói chung là lẩu giá chính xác ăn tại chỗ là 75.000, mang về là 69.000, vì nếu mà ở lại thì sẽ tính tiền cồn. Rồi những cái phần ăn thêm là giá là cá là 50, topping là 60, nước là 10, mì là 10. Rồi thôi bây giờ thì Phú sẽ lên lửa chúng ta cùng thưởng thức. Do Phú và mẹ xin mời cả nhà cùng các bạn chúng ta thưởng thức. Cháy lên đi lửa, lửa cá mini. Cháy lên đi. Ủa lửa còn chứ. Ủa gãy rồi. Ai ướt, tôi ướt, tôi có khục bữa ăn no ngày hôm nay. Rồi giờ để soi thì Phú xin chia sẻ thêm nha. Đáng lý hồi nãy là Phú gọi một cái này thôi. Nhưng mà để cho cả nhà được hấp dẫn hơn cho nên Phú đã gọi thêm một cái topping của cái lẩu xiên que. Và lẩu là cái cá hồi kêu thêm 50.000 nha. Chứ chính đúng là cái lẩu này 75.000 nha cả nhà. Là một con cá một con cá điêu hồng, rau và bún. Ba cái này không liên quan. Ba okay. Cái này là kêu thêm. Rồi. Lên lên đi lên lên khói bốc lên cao. Bây giờ mình bỏ rau trước nha. Sẽ bỏ thứ mọi thứ chút để còn bỏ đồ ăn vô. Thấy những cảnh này là những cảnh tra tấn cả nhà. Trời mưa mà còn ăn cái này. Trời ơi, bữa giờ trời mưa nữa. Rồi. Nói chung một cái lẩu này thì hai người ăn với giá 75.000, mua về nhà 69.000 cho rẻ. Rồi bỏ luôn cái kia, cái vô thêm vô nha. Okay. Nó soi luôn một lần đi. Đấy, mọi thứ mình bỏ một tí. Đây cá hú thì cái dĩa này là hên được ba miếng bự thì nó không quay. Cả nhà đừng có thấy như hình rồi tới nó không giống nha, tại vì nó cũng sẽ có miếng lớn miếng nhỏ. Mình chia sẻ vậy luôn. Ba miếng thì nó đều được, cái nó đều. Một. Rồi. Điêu hồng luôn. Cá điêu hồng. 50.000. Bỏ hai khứa vô. Đó. Nhìn nó xuống. Rồi, bỏ vài cái này vô luôn. Mày coi như thành bữa nay. Thay vì lẩu cá thì nó thành lẩu thập cẩm. Có BB nè, khoái này nè. Rồi. Để nó soi nha cả nhà. Rồi, đây là đây. Tạm biệt nắp nhôm nha. Ta phải ăn thôi. Rồi, gấp bún. Gì? Đây một dĩa bún cũng nhiều không? Cho cái phần này đủ hai người ăn đó cả nhà. Nói chung là mình cũng vẫn phải kêu thêm thôi. Cho ai ăn mạnh. Đây, uống nước lẩu trước nha. Rồi, gấp rau. À, gấp hết.
gắp mấy cái đồ xiên que chứ đi. Cá thì Phú sẽ vớt ra để cho vị nước mắm ăn vậy nó mới đúng điệu. Đó, cá hú. Rồi, cá điều hào. Khổ lắm. Quay ngoài đường. Rồi. Cứ để bốc khói vậy đi ha. Cạn nước xinh ha. Mời cả nhà. Cái lẩu nấu rất là thơm, cay và nó ngon, nói chung là nó rất là vừa phải. Cái vị chua nó sẽ thanh, nó dịu, và cái cay nó sẽ từ từ nó lan tỏa ở trong cái miệng của mình này. Nơi đây sương khói mờ nhưng ảnh chấm mắm á. Mình sẽ ăn những cái này trước. Rồi sẽ tới cái màn tra tấn thị giác. Rồi. Ở đây thì nói chung là ăn cái này với những nước mắm thôi cả nhà. Không, cả nhà nãy thấy một phần mà xiên que 85.000 á, có bên thêm 60.000 á, thì có thể là cả nhà có thể thấy nó là nhỉnh, nhưng mà nãy giờ Phú ăn á thì những cái đồ xiên que này nè được quán lựa rất là nói chung là lấy cái loại ngon á, cái loại tốt á, nên ăn nó rất là thơm, cái vị nó đậm. Cái thanh cua này thì nó hơi bị mềm mà bị dạng mềm mà thanh cua bị dạng mềm tan cả nhà. Cái lẩu ngon á. Phải những ăn cái cục à, ở trong nó có nhân á, nó bể ra những cái nước sốt chảy. Rồi ăn bún con cá. Dán thứ hai. Còn gì bằng. Ok. Hồi nãy giờ vớt thiếu cả nhà ơi. Cá hồi quên, ba loại cá rồi. Đây, mình ăn cá nha. Giá cả nhà. Mắm rưới lên. Rưới lên. Dẻ con cá ra. Thấm. Cá hú á, thịt cá hú thì nó sẽ mềm và nó béo. Ngon. Đây. Cá hồi thì hình như cái mỡ của nó nhiều hơn con cá hú, nó béo hơn. Và đặc biệt á, có một số bộ chỗ á, nó sẽ có cái sụn, ăn nó sẽ giòn giòn.
cái em hồng nha. Rồi qua lên cá liêu hồng. À, nãy giờ Phú chưa chia sẻ không gian quán ha. Thì không gian quán sẽ ở ngoài vỉa hè và ở trong nhà. Ngồi ở đây chúng ta sẽ ngắm đường, ở đây sẽ khoảng kéo dài giống như cái chỗ lúc đầu mà Phú ngồi vậy đó. Cả nhà có thể thấy là khoảng 10 bàn ngoài đây. Ở trong nhà thì cũng là khoảng 90 bàn luôn. À, ai mình thích không gian nào mình ngồi không gian đó. Ăn gì nè. Còn cá thịt nó chặt nè cả nhà. Gấp nó không có bị rớt thịt. Đấy. Thấy cá của ăn nó rất là tươi. Nguy hiểm, nguy hiểm. À, gấp nguyên cục vậy nè. Ngon. Cả nhà bên cuối nha. Con cá cái đuôi này cũng vẽ ra cái xương luôn à. Nhìn cho nó đã. Check in gấp cả nhà ơi, đây là một địa điểm mới mở không lâu thì vậy. Cả nhà hãy check in đi. Thì như nãy Phú có hỏi thêm thì nói chung là các mà nơi mà nãy bán ở trong trung tâm thương mại thì nói chung là do dịch cho nên không có còn hoạt động. Chính vì vậy cũng một phần mới mở cái mô hình này để bán, để hướng về cái đối tượng để cho thưởng thức những cái món ngon. Thì đây cả nhà nhìn kỹ nha, là mang về nha, 69.000 là mang về, ăn tại chỗ là 75.000. À, ăn cá nào thì mình lựa, ăn thêm cá là 50.000 một phần. Rồi thì nói chung là về hương vị thì Phú rất hài lòng về cái bữa ăn ngày hôm nay. Cái nước lẩu nói chung là nó rất là vừa phải, chua cay ngọt, đủ để chúng ta cảm nhận và thưởng thức được. Và đặc biệt là mình ăn á, cái hương vị á nó rất là tự nhiên, nó không có phải là bỏ nhiều quá nhiều thứ vào. À, rồi thì bây giờ Phú đã thử, còn cả nhà ai ở gần Gò Vấp hoặc là yêu thích món này, lâu lâu chúng đi ngang qua đây chúng ta có thể ghé vào thưởng thức thử nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp.